chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Tam Nguyên. Và mình là Diện Đàm, người sẽ đồng hành cùng với tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay với một chủ đề, đó là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới vấn đề phong thủy nhà bếp. Và quý khán giả thân mến, sau khi video lần trước về những vấn đề liên quan tới việc trang trí cũng như là sắp xếp bố cục của căn bếp trong một căn nhà được đăng tải lên thì có rất nhiều những câu hỏi, những vấn đề liên quan được gửi về cho chương trình. Chính vì vậy ngày hôm nay thì Phong Thủy Tam Nguyên quyết định sẽ làm một video để giải đáp những thắc mắc này đến cho quý khán giả. Và chắc chắn rồi, một nhân vật rất là quan trọng đối với Phong Thủy Tam Nguyên xin được giới thiệu chuyên gia phong thủy Đức Trung. Xin chào bạn MC Diện Đàm và xin kính chào đến các cô chú chị đang theo dõi video ngày hôm nay. Anh Trung thân mến, sau khi mà chúng ta vừa bàn luận tuần trước về những vấn đề liên quan về phòng bếp này hay là những lưu ý khi mà sắp xếp bố cục của phòng bếp như thế nào thì được rất là nhiều sự đón nhận đến từ phía các bạn khán giả đấy ạ. Và các bạn mong muốn là ngày hôm nay thì anh Trung có thể quay trở lại với Phong Thủy Tam Nguyên để tiếp tục giải đáp những cái thắc mắc rất là chi tiết đến cho quý khán giả. Thì anh sẵn lòng chưa ạ? Sẵn sàng thôi. Và quý khán giả thân mến, trong suốt quá trình theo dõi video, nếu như mà quý khán giả có bất cứ thắc mắc nào thì hãy nhanh chóng đặt ở ngay phía dưới phần bình luận với cú pháp đó là họ tên, số điện thoại liên hệ kèm theo câu hỏi thắc mắc để đội ngũ chuyên gia tư vấn của thầy Tam Nguyên có thể hỗ trợ một cách nhanh chóng cũng như là chính xác nhất ạ. Và bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những câu hỏi đầu tiên của chương trình đúng không ạ? Nhất trí. Câu hỏi đầu tiên được đặt về cho anh Trung, em xin phép được đọc đến từ một bạn khán giả. Bạn có hỏi đó là xoay quanh việc lựa chọn bố cục trang trí của căn bếp. Thì anh Hưng đến từ Gia Lai, rất là xa, có gửi câu hỏi về cho chương trình là: chào Phong Thủy Tam Nguyên và chuyên gia Đức Trung. Tôi sinh năm 1987 và dự định thì vào đầu năm 2020-2021 thì tức là năm sau sẽ làm nhà. Và anh thì có ý định xây ngôi nhà mặt đất 4 tầng. Tầng 1 thì để làm gara ô tô, phòng vệ sinh cũng như là cầu thang để thông tầng. Và bếp thì anh đã quyết định là sẽ bố trí ở tầng 2 ạ. Như vậy thì theo anh Đức Trung, việc bố trí này thì có ảnh hưởng như thế nào tới cách cục của ngôi nhà cũng như là có phạm phải thế sát gì hay không? Bởi vì là anh, theo như bạn khán giả hỏi thì là thấy mọi người nói là bếp nếu mà đặt ở lơ lửng của căn nhà thì là không tốt ạ. Xin chào bạn Hưng cũng như là các quý vị khán giả đang theo dõi video ngày hôm nay. Thông qua câu hỏi của bạn thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đây là một trong những câu hỏi thắc mắc của khá nhiều người liên quan đến cái việc các cái yếu tố tiểu cục trong một ngôi nhà mà nó có cái sự không phải là ở tầng trệt mà lại ở các cái tầng lẻ khác nhau. Thì thực tế mà nói thì chúng ta có thể thấy rằng là cái công năng như thế này thì nó không có điều gì lạ cả. Nó phổ biến ở khá nhiều những cái ngôi nhà khác nhau. Đặc biệt là tôi cũng thấy rằng là ở một số những cái ngôi nhà, đặc biệt là những ngôi nhà mà theo cái cách là chủ nhà xây một cái nhà building khoảng là 5, 6, 7 tầng gì đó. Thì chúng ta có tầng 1, tầng 2, tầng 3 làm văn phòng và gia chủ là ở tầng các tầng trên. Tầng trên thì nó đầy đủ các công năng, bếp này kia các thứ nó ở trên công năng mà, đúng không? Hay là nếu chúng ta xét một cái tòa chung cư đi, đúng không? Thế nếu mà tuân theo nguyên tắc là bếp cứ phải ở mặt đất thì chắc là hàng trăm hộ gia đình thì đến bữa ăn là phải xếp hàng nấu cơm ở bên dưới, đúng không? Đấy, chứ cớ sao lại bếp lại lưng chừng ở giữa tòa nhà như thế? Câu hỏi rất là vui. Đây là một câu hỏi mà người cũng về cơ bản là thắc mắc là đúng. Nhưng mà trong phong thủy thì người ta lại không có phải xét như vậy. Thực tế trong phong thủy chúng ta phải hiểu rằng là tất cả các khối công năng nó được đóng trong một cái bộ cục, trong một cái khối cục, tức là liên quan đến từng tầng thì nó tách biệt nhau về cái không gian rồi. Và quan trọng là trong cái không gian đó, nếu như các khối công năng này nó chủ về các cái yếu tố khác nhau trong gia đình thì nó được đặt tại những cái phương vị nào ở trong cái khối không gian đấy. Nó mới quan trọng, chứ lại không phải nằm ở tầng nào. Thì 1, 2, 3, 4 làm văn phòng thì chả ở tầng 5, tầng 6 thì tầng 5, tầng 6 thì chả làm bếp, nhà vệ sinh ở trên đấy thì làm ở đâu, đúng không? Đó, do đó rằng là cái việc ngôi nhà của anh thiết kế thì về cơ bản rằng là cũng thấy là rõ ràng công năng rồi. Tầng 1 thì làm gara ô tô, rồi là làm một cái nhà vệ sinh chung ở dưới đấy và cầu thang để thông tầng lên. Rồi bắt đầu từ tầng 2 thì mới là không gian ở đi, đúng không? Bắt đầu không gian ở tầng 2 thì dĩ nhiên là phải có bếp, phải có phòng khách chẳng hạn như thế. Thì dĩ nhiên là bếp đặt tầng 2 đó chuyện bình thường. Thì lúc này điều quan trọng một điều là chúng ta xét xem cái khối công năng ở cái tầng 2 đấy nó có bị phạm những cái yếu tố gì phong thủy hay không. Và chúng ta phải tính toán là cái việc đó, chúng ta đặt cái yếu tố tính toán các phương vị tính từ tâm của không gian tầng 2 đó để chúng ta xem là các khối công năng bếp, đặt cái khối công năng của cái cục bếp đấy nó nằm ở cái phương vị nào trong nhà này, rồi là cái vị trí đặt bếp đặt ở đâu, vị trí bồn rửa đặt đâu, vị trí tủ lạnh đặt ở đâu, thì đấy nó mới ra được cái yếu tố phong thủy nhà anh nó có được tốt hay là xấu. Tuy nhiên ở đây thì về cơ bản là cũng thiếu cái thông tin liên quan đến cái việc độ số hướng nhà anh là bao nhiêu độ. Cái quan trọng nữa là cái mặt bằng công năng thiết kế thì cũng không có ở đây, do đó thì cũng không thể nào mà đo đạc cũng như tính toán được cho anh Hưng rằng là cái bếp đặt đấy nó có phạm hay không. Nhưng lưu tâm với anh một số cái mà trong quá trình anh thiết kế, anh làm việc với kiến trúc sư hoặc làm việc với một phong thủy sư nào đó mà anh cần phải chú ý đối với việc đặt bếp như thế này.
chúng ta xét cái khối công năng ở tầng 2 của gia đình anh, thì cái việc mà đặt bếp ở cái phương vị nào chúng ta cần phải tính từ tâm của cái cục phòng khách đấy. Chúng ta tính như tâm cục phòng khách đấy thì chúng ta cần phải tránh cái việc bếp nó sẽ đặt vào một số những cái vị trí quan trọng trong ngôi nhà. Ví dụ như tuổi của anh là 1987 đinh mão thì chắc chắn một điều rằng là cái bếp nó không được đặt ở cái phương chính đông, là cái phương mão, là nó sẽ phạm vào cái khung bản mệnh của anh. Bởi vì phương mão nó nằm ở phương chính đông mà. Đấy, thì chúng ta không được đặt ở đấy. Cụ thể là 97,5 độ cộng trừ 75 độ. Thì cái phương đấy là cái phương mão, nó là phương thần sát mà bản mệnh của anh thì chúng ta không đặt được. Hay là cái phương bản mệnh của ai nữa nhỉ? Của các thành viên gia đình thì cũng không có thấy đề cập ở trong đây, cái thông tin của cái câu hỏi này. Chỉ có về thông tin của gia chủ thôi ạ, là anh thôi. Thế cho nên là cũng chưa có biết được là thông tin của các thành viên gia đình anh là vợ anh sinh năm bao nhiêu, con anh sinh năm bao nhiêu, hay là bố mẹ ở sống trong nhà là như vậy tuổi là nó cũng nhiêu. Liên quan tới những người trong gia đình luôn. Chắc chắn rồi. Chúng ta lại cần phải hiểu rõ thêm một cái yếu tố, đó là cái phong thủy là cái yếu tố chúng ta kiến tạo nên một cái không gian sống, một cái môi trường sống mà nó có cái sự tác động đến các nhân linh và các con người ở trong cái nhà đấy, đặc biệt là ông trạch chủ. Đặc biệt ông trạch chủ ở đây tức là người chồng, người cha ở trong nhà, là phải tránh và phải tiên quyết được không được phạm đầu tiên, và sau đó đến các cái thành viên khác như vợ, chồng, vợ rồi các con rồi bố mẹ ở đấy, thì chúng ta cần phải tính toán để trừ đi các cái phương vị quan trọng liên quan đến tuổi các thành viên gia đình như vậy. Thì chúng ta cần phải thật là kỹ, bởi vì là con người chúng ta sống trong không gian đấy thì nó gọi là cái trạch nhà nó phù cho nhân linh. Gọi là trạch phù nhân đó. Bởi vậy cho nên rằng là cái chính xác các cái vị trí phương vị ở trong ngôi nhà đấy nó quyết định theo cái tuổi mỗi người. Một cái tuổi đấy nó có một vài phương vị chúng ta tối kỵ không được đặt vào, ví dụ như là phương bản mệnh này, hay còn gọi là cung bản mệnh ấy. Chúng ta còn có cung tài lộc này, hay cung quý nhân. Lấy ví dụ cái anh chàng sinh năm 87 chẳng hạn. Đây là cung là cung mão, tức là cái cung chính đông là cung bản mệnh của anh ấy. Dù là đinh thì lấy cái đấy ra đúng không? Chính xác. Đinh thì sẽ lấy lộc ở ngọ, thế cho nên là cái phương mà phương chính ngọ tức là phương chính nam là 187,5 độ mà cộng trừ 7,5 độ sang hai bên. Thì đấy gọi là cái phương là phương tài lộc của anh đinh mão này. Hay là tuổi đinh mão thì có quý nhân là tại phương dậu và phương hợi. Thế cho nên phương dậu là phương chính tây là chúng ta cũng không có đặt vào được này. Hay là phương hợi là phương tây bắc là chúng ta cũng kiêng đặt vào cái vị trí mà bếp đặt vào như này. Đó. Tương tự như vậy chúng ta xét với vợ rất và các con. Phương án khác nữa. Đúng rồi. Như vậy là chúng ta cần phải có một cái sự tìm hiểu anh ạ, để mà chúng ta có thể chọn ra được một cái nơi, một cái phương vị phù hợp để chúng ta đặt căn bếp của mình. Và tất nhiên thì cái vấn đề là xây tầng bếp ở tầng 2 thì có ảnh hưởng như thế nào tới cách cục của ngôi nhà hay không thì anh cũng đừng có lo nhá. Bởi vì là nó hoàn toàn là hợp lý, cũng như là được rất là nhiều người ở trên tất cả những kiến trúc sư thì cũng đều khuyến khích, đúng không anh? Đều có thể là ứng dụng cái cách này được, chứ không nhất thiết là lúc nào phải đặt ở đây. Vâng, sao cho nó phù hợp nhất đối với điều kiện cũng như là cái môi trường nơi mà chúng ta xây nhà. Và cảm ơn anh Hưng đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Chúc cho anh sẽ có thể đưa ra được một cái quyết định đúng đắn và xây cho mình được một ngôi nhà thật là ưng ý anh nhá. Và nếu như mà cái vấn đề liên quan tới cách cục của ngôi nhà là câu hỏi đến từ anh Hưng, thì sang tới câu hỏi thứ hai ạ. Một bạn nữ thì bạn quan tâm về cái vấn đề là nên bố trí căn bếp ở đâu cho nó phù hợp với tuổi của hai vợ chồng ạ. Thì em xin phép được đọc câu hỏi của bạn khán giả thứ hai. Câu hỏi đến từ một gia chủ ở Thái Bình, có tên là chị Linh. Thì chị có hỏi đó là tôi sinh năm 1992, chồng thì sinh năm 1984, hiện thì đang xây một căn nhà hướng Đông Nam ạ. Vậy thì theo chuyên gia Đức Trung thì tôi nên bố trí căn bếp ở đâu thì tốt cũng như là hợp với vợ chồng của tôi? Đây là câu hỏi đến từ chị Linh ạ. Rồi, với câu hỏi của bạn Linh thì bạn sinh năm 1982 và chồng bạn sinh năm 1984. 1992 là nhân thân, 1984 là giáp Tý đúng không? Vậy hiện tại đang ở ngôi nhà là hướng Đông Nam. Chính xác rồi. Như vậy có thông tin rất là chi tiết đúng không? Thì với cơ bản cũng là chi tiết. Cơ bản cũng là chi tiết. Tuy nhiên một điều là ngày hôm nay thì vì rằng là thiếu một cái thông tin quan trọng khác nữa, đó là cái bản vẽ mặt bằng công năng. Đây, cái bản vẽ mặt bằng công năng, do đó rằng là chúng ta sẽ trả lời với bạn ấy những cái thông tin mà bạn ấy cung cấp. Thì về cơ bản ở đây rằng là bạn với thông tin gia đình, thành viên gia đình bạn như vậy thì chúng ta có thể thấy ngay rằng là xét theo tuổi các thành viên gia đình bạn và đối chiếu với định long của tam hợp phái thì chúng ta có thể thấy vợ chồng bạn ở nhà hướng Đông Nam này thì cũng rất là tốt, đặc biệt là rất phù hợp vượng long với đại trạch chủ, tức là 1984 giáp Tý. Tức là ở tuổi 1984 giáp Tý nôm na ở nhà hướng Đông Nam là hợp. Đấy. Tuy nhiên một điều là quan trọng hơn cả, đó là bạn hỏi là cái việc mà đặt bếp bố trí ở đâu ạ, thì cái này thực tế chúng ta lại phải căn cứ như nào, chúng ta lại căn cứ trên cái bản vẽ mặt bằng công năng thực tế đối với gia đình bạn ý. Ở đây cũng chưa thấy là bạn ấy trình bày mong muốn nhu cầu, đó là bạn ấy muốn thiết kế một ngôi nhà như nào, cũng không biết là cách cục của ngôi nhà này đó là ngôi nhà ống, tức là nhà mặt phố hay là nhà vườn đúng không? Bởi vì rằng là tùy theo mỗi ngôi nhà khác nhau thì cách thiết kế không gian bếp thì nó lại khác nhau. Ví dụ như cái mặt tiền của tôi chỉ được có 5 mét,
mà sâu là 20 mét thì chắc chắn đấy là nhà mặt phố. Ừ. Thì chúng ta không có nhiều cái phương vị mà chúng ta đặt bếp được, mà thường người ta đặt bếp ở phía cuối nhà. Nó sẽ tịnh tiến theo cái việc là từ bên ngoài và bên trong, ví dụ như phòng khách rồi đến cầu thang rồi đến là nhà vệ sinh rồi đến phòng ngủ rồi đến không gian bếp. Sẽ có mỗi cái quy tắc, nguyên tắc riêng. Đúng rồi. Thì mỗi một cái yếu tố, cái dạng mô hình ngôi nhà khác nhau thì cái việc thiết kế bếp thì nó cũng sẽ khác nhau. Nhưng mà nếu như cái ngôi nhà này là đất vườn chẳng hạn, đất nhà vườn mà diện tích đất rộng mà chúng ta có thể xây một cái ngôi nhà vuông hoặc ngôi nhà vườn thì nó lại khác. Ví dụ nhà mặt tiền là 12 mét và ngang là khoảng 12 mét, tức là ngôi nhà vườn, nhà vuông. Thì cái việc lúc này chúng ta phải chia ô, chia thửa trong ngôi nhà ra và tìm ra cái vị trí bếp này nó khác đi. Đấy, thế cho nên rằng là ở đây cũng chưa biết là bạn xây cái nhà này thì là theo cái lối ngôi nhà thiết kế như thế nào. Đấy, cũng chưa có độ số cụ thể. Bởi thế cho nên về cơ bản rằng là trao đổi với bạn để bạn có thể nắm được cái việc mà nó căn cứ thực tế vào cái cách cục ngôi nhà. Cách cục ngôi nhà, và nếu như cái việc mà các bạn có kiến trúc sư mà vẽ cái mặt bằng công năng rồi ấy, thì bạn ấy cũng có thể là liên hệ đến với Phong Thủy Thái Nguyên và gửi cái bản vẽ qua để được phân tích xem là cái vị trí đặt bếp ấy nó đã được tốt hay chưa. Còn nếu mà chưa có cái phương án liên quan đến kiến trúc sư vẽ thì cũng có thể là kết nối đến với đội ngũ trợ lý chuyên viên hỗ trợ của Phong Thủy Thái Nguyên để được hướng dẫn cũng như làm việc với đội ngũ kiến trúc sư để vẽ cái mặt bằng công năng này thì nó sẽ chính xác hơn. Thì có cái mặt bằng công năng đấy rồi thì chúng ta mới tiến hành là khi trong quá trình mà chúng ta làm việc kiến trúc sư thì Đức Trung hay là thầy Tam Nguyên thì cũng sẽ chỉ ra được cái vị trí khu vực nào đặt bếp sao cho nó vượng cát, hay là có chỗ cửa hậu hay là cũng cửa phụ ở không gian bếp hay là trong cái ngôi nhà đấy thì làm thế nào chi để tiết, nó một cách chi tiết nhất chính xác và chi tiết nhất, chứ đâu là không có một cái lý thuyết nào để mà hướng dẫn bạn bây giờ đặt bếp ở đâu được cả, do đó vì nó thiếu thông tin. Thì bạn Linh, nếu như bạn có xem video này ấy, thì bạn hãy cung cấp thêm một số những thông tin quan trọng khác nữa, bao gồm là hướng nhà bạn này. Cái thứ hai là mong muốn bạn xây nhà theo phong cách thiết kế như thế nào, diện tích là khoảng bao nhiêu này, có bao nhiêu công năng này, đúng không, mấy tầng, mỗi tầng thì công năng như thế nào, thì căn cứ vào những cái mong muốn của gia đình bạn thì chúng tôi mới có thể là đưa ra được cái phương án thiết kế sao cho nó hợp lý nhất, để làm sao cái bản vẽ thiết kế nó phải đảm bảo 4 cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất đó là phù hợp với lại mong muốn của gia chủ, bởi vì suy cho cùng cái nhà là nhà của gia đình bạn ấy ở, đúng rồi. Chứ không phải là nhà của chứ không phải là nhà của bất cứ ai vẽ ra xong rồi bắt bạn ở đấy, kể cả có phong thủy sư có giỏi đến mấy chăng nữa cũng không phải là thầy vẽ ra và sau đó thì bắt anh chị ở đây đi. Phải xuất phát từ mong muốn gia đình anh chị ấy. Cái thứ hai là phải tuân theo những cái tiêu chí trong phong thủy cao cấp, những cái vị trí nào chúng ta không được phạm, vị trí nào chúng ta có thể đặt, những cái phương hướng, những cái vị trí cửa khai môn, mở cổng, mở khí nào mà nó thu được nhiều cái cát khí, là tuân theo những nguyên tắc phong thủy chính tông. Là cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải tuân theo những cái nguyên tắc liên quan đến kiến trúc và thẩm mỹ, không thể nào cứ gượng ép theo một cái lý thuyết phong thủy, ví dụ như là tôi tuổi này tôi tuổi kia đông tứ trạch tây tứ trạch, xoay hướng là diên niên thì thiên nhi sinh khí, rồi cuối cùng cái bếp nó vẹo vọ nó xoay linh tinh cả, nó không phải như thế. Chúng ta lại phải tránh cái việc đấy. Rồi cái cuối cùng đó là chúng ta thiết kế một không gian làm sao nó phải tối ưu được cái không gian, rộng quá thì nó cũng không tốt mà hẹp quá thì nó cũng không có ăn thua. Nó gây bất tiện tới phong cách sống như là các cái sinh hoạt ở bên trong của gia đình. Như vậy là chị Linh, nếu như mà chị có đang theo dõi video thì hãy có thể gọi về theo số hotline của chương trình, đó là 1900 2292, hoặc là gọi liên hệ trực tiếp về fanspace cũng như là kênh YouTube của chúng tôi để có thể nhận được những sự tư vấn một cách chính xác và nhanh nhất, để mà mình đưa ra cho mình được một cái quyết định thật là đúng đắn và chi tiết khi mà xây dựng căn bếp cũng như là toàn bộ công năng của ngôi nhà. Chị Linh nhé. Và vừa rồi là một số những cái vấn đề xoay quanh những căn nhà mặt phố ạ. Đó là chúng ta nên sắp xếp căn bếp như thế nào cho phù hợp với một căn nhà rất là rộng như thế. Và bên cạnh những căn nhà rộng như có vườn như anh Trung vừa mới chia sẻ ạ, thì cũng rất là nhiều bạn khán giả có gửi câu hỏi về cho chương trình, đó là nhà ở chung cư thì căn bếp nên sắp xếp như thế nào, cũng như là bố cục trang trí như thế nào. Và đó cũng chính là nội dung của câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo được gửi về từ một bạn sinh năm 1969, vợ của bạn ấy thì sinh năm 1974 ạ. Hai vợ chồng bạn thì đang vừa dọn về một căn chung cư có hướng Tây Bắc. Bạn có hỏi đó là qua những bài viết mà tôi theo dõi trên trang phongthuytamnguyen.com thì có thấy nhắc tới một việc, đó là kỵ bố trí phòng bếp đối diện với cửa phòng vệ sinh. Và đây cũng là nội dung mà trong video lần trước em và anh Trung cùng trao đổi với nhau đấy ạ. Nhưng hiện tại thì căn chung cư đang thiết kế như vậy. Chính vì vậy nên là nhờ chuyên gia tư vấn giúp tôi hóa giải lỗi sai phong thủy này. Và tôi xin chân thành cảm ơn anh. Xin kính chào gia chủ. Chú sinh năm 1969 đúng không nhỉ? Vâng ạ. Và vợ là cô sinh năm 1974 đúng không? Và có đặt ra câu hỏi, tức là ở nhà là nhà chung cư và hướng là hướng Tây Bắc đúng không nhỉ? Kính thưa rằng là
anh chị rằng là cái việc mà anh chị lăn tăn ở đây là đối với cái việc ngôi nhà mà có bếp mà đã đối diện với lại là cửa phòng nhà vệ sinh thì nó có sai phạm gì không, đúng không? Cái điều thực tế chúng ta lại phải trao đổi với nhau là nếu như chúng ta mua nhà chung cư thì đó là một trong những cái mà cũng là hạn chế trong cái việc mà chúng ta sử dụng công năng. Tại vì chung cư thì khi chúng ta mua thì cái công năng nó đã được cố định theo chủ đầu tư mất rồi. Do đó chúng ta khó mà có thể thay đổi công năng tùy theo ý thích của mình. Tại vì nhất là những cái công năng mà liên quan đến bếp này, liên quan đến nhà vệ sinh này, là chúng ta cũng khó mà có thể thay đổi được. Tại vì rằng là những cái đấy nó theo cái trục kỹ thuật đường ống, cấp nước và thoát nước của bên chủ đầu tư, nó theo hộp kỹ thuật. Do đó chúng ta cũng rất khó việc mà chuyển từ nhà vệ sinh sang nhà vệ sinh bên kia, hay là chuyển bếp sang đây, cũng không phải là không thay đổi được. Tuy nhiên là nó cũng sẽ gặp hạn chế bởi vì đường ống nước nhiều khó khăn đấy. Người ta đã làm rồi. Bởi thế cho nên là nếu như mà gia chủ vẫn quyết tâm sửa thì vẫn có phương án. Còn nếu như không có phương án sửa được thì buộc lòng chúng ta cần phải hóa giải cho phong thủy. Phương pháp nào nó tối ưu hơn không ạ? Chắc chắn một điều chúng ta lại phải bàn nhau câu chuyện là đừng để cái nhà nó cháy rồi chúng ta mới chữa, đúng không? Cho nên ngay từ ban đầu khuyên các cô chú chị là khi mà chúng ta mong muốn ở một cái ngôi chung cư thì chúng ta ngay bước đầu tiên là chúng ta cần phải chọn cái chung cư đấy thật là tốt đã, và cố gắng là được nhiều cái tốt hơn là cái xấu, thì lúc đấy chúng ta ra quyết định đổ tiền chúng ta mua. Do đó là Phong Thủy Tam Nguyên có một cái phương án, đó là tư vấn lựa chọn chung cư trước khi mà ra quyết định mua về. Đấy, gia chủ thì cung cấp thông tin là tôi định mua căn hộ số bao nhiêu, ở tòa số bao nhiêu, ở cái dự án chung cư này. Thì theo các chuyên gia Phong Thủy Tam Nguyên thì tôi mua căn này có được tốt hay không, gia đình tôi bao gồm các thành viên như thế này. Thì lúc này Đức Trung hay là thầy Tam Nguyên hay đội ngũ chuyên gia của Phong Thủy Tam Nguyên sẽ tiến hành là phân tích ra xem là đối với cái dự án này về cái đại cục xem là phong thủy có được tốt hay không, căn hộ này nó có được tốt hay không, hay là căn hộ này nó đang nằm ở trong cái tòa nhà này nó có được tốt hay không, nếu ok thì chúng ta mua, hay là cái nội cục bên trong này thì nó có được phạm đến cái điều gì không, bởi vì có năm sinh các thành viên mà. Còn ở đây rằng là vì rằng là chúng ta mua rồi và gặp sai phạm rồi, bây giờ hóa giải. Thế thì hóa giải bây giờ như sau: đối với cái bếp thì nó thuộc ngành hỏa mà cái nhà vệ sinh nó thuộc ngành thủy. Bây giờ chúng ta lại cần phải hóa giải nó. Thì trong cái việc thủy hỏa xung khắc thì nó dễ dẫn đến cái yếu tố đó là hai vợ chồng bất hòa với nhau trong lời ăn tiếng nói, hay là cái không gian bếp là nơi chúng ta chế biến thức ăn, đúng không? Mà cái nhà vệ sinh thì lại nơi sản sinh nhiều ế khí, âm khí, không có thoải mái cho vấn đề sinh hoạt. Chính xác, nó bất tiện á. Hay là cái cửa nhà vệ sinh mà mở ra thì bao nhiêu cái luồng ế khí rồi vi khuẩn rồi ẩm mốc nó tràn ra, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng cái bữa ăn, chất lượng thức ăn. Thì bây giờ chúng ta cần phải hóa giải thôi. Cái thứ nhất đó là cái nhà vệ sinh đấy thì trong cái quá trình chúng ta sử dụng hay không sử dụng thì khuyên rằng là chúng ta cần phải luôn đóng cửa. Luôn đóng, mà tốt nhất làm thế nào để cho nó đóng thì không phải ai cũng nhớ, đúng không? Khi đi ra là đi ra luôn, nó không có đóng lại. Thì chúng ta có thể sử dụng một cái phương án là lắp cái tay co thủy lực. Trong cái kỹ thuật xây dựng hay là trong cái phương án liên quan đến những cái đồ dân dụng trong gia đình ấy, thì nó có một cái thiết bị là gắn ở cửa, nó gọi là tay co thủy lực. Thì khi mà chúng ta mở cái cửa ra, đúng không, thì nó sẽ nén cái thủy lực lại, và khi chúng ta nhả tay cánh cửa ra thì nó sẽ tự đóng lại, nó sẽ ép cái cánh cửa đấy khép lại, và lúc nào trong cái nhà vệ sinh đấy thì nó cũng kín và nó không có bị tràn ra bên ngoài. Bởi vì em tin là cũng rất là nhiều bạn khán giả rất là quan tâm về vấn đề này đấy ạ. Cái này thì nó cũng sẽ rất phổ biến thôi, nếu như chúng ta mà có sử dụng những cái nhà vệ sinh công cộng hay là những cái nhà vệ sinh ở những cái khách sạn hay là nhà hàng thì chúng ta thấy họ thường xuyên lắp cái tay co thủy lực này, bởi vì khách hàng mà đi ra đi vào nhiều cũng không có đóng. Thì nó sẽ tự đóng lại thôi. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái việc khu vực bếp mà nó mang tính chất đối diện như vậy thì tránh là cái việc cửa của nhà vệ sinh nó đối diện thẳng với bếp nấu. Thì chúng ta có thể tìm cách chúng ta khắc phục ở cái phần bếp nấu đấy, chúng ta có thể thay đổi lại cái vị trí bếp nấu ra cái vị trí khác, để cái bếp nấu thì nó không có đối diện với cửa chính nhà vệ sinh. Thì cái việc này nó cũng liên quan một chút đến phần tu tạo sửa chữa, thì phải có 5 tháng ngày giờ để sửa. Đấy. Ngoài ra thì trong cái nhà vệ sinh đấy thì chúng ta cũng đóng cửa là cái thứ nhất này. Thứ hai chúng ta cũng nên là sử dụng cái hũ, gọi là hũ thạch anh bảo bình thủy. Cái hũ đá thạch anh bảo bình thủy đặt ở trong nhà vệ sinh để nó thu hút hết cái âm khí và cái uế khí trong nhà vệ sinh ấy đi. Thì nó cũng sẽ giúp cho triệt tiêu bớt cái luồng khí xấu ở trong nhà vệ sinh và nó không có ảnh hưởng đến bếp. Đó, thì chúng ta buộc lòng phải sửa theo cả hai cái đấy. Sửa cái nhà vệ sinh khắc phục và cái bếp cũng khắc phục, tránh cái việc lại để cho mình tối ưu một cách nhất có thể, đúng không? Chính xác rồi. Còn đâu rằng là ngay từ ban đầu thì nếu như Phong Thủy Tam Nguyên mà biết cái điều đấy thì chắc chắn là không khuyên chọn. Không khuyên chọn, và chả cái tội gì mà chúng ta phải bỏ tiền mua xong rồi chúng ta lại quay ra sửa cả, đúng không? Cứ để nhà cháy rồi chúng ta mới quay ra chữa thì nó rất vất vả. Hơn là cái việc chúng ta lựa chọn đúng ngay từ ban đầu. Người ta nói là lựa chọn đúng thì hơn cố gắng là như thế. Đúng rồi. Cho nên là đây là cũng là một trong những bài học cho tất cả những quý khán giả mà nếu mà đang có ý định mua chung cư ạ, thì chúng ta cần phải cân nhắc thật là kỹ lưỡng về tất cả về vị trí này hay là về công năng của từng gian phòng ở trong toàn bộ căn chung cư đấy, để mà tránh trường hợp là phải đau đầu khi mà sau này ạ. Tuy nhiên nếu như mà đã lỡ rồi thì giống như anh Trung vừa mới chia sẻ, chúng ta hoàn toàn có thể hóa giải bằng những cái biện pháp
rất là đơn giản thôi. Và nếu như mà quý khán giả quan tâm thì hoàn toàn có thể để lại số điện thoại kèm theo họ tên ở ngay phía dưới phần bình luận để đội ngũ chuyên gia tư vấn của thầy Phong Thủy Tam Nguyên có thể liên hệ và hỗ trợ một cách chính xác cũng như là nhanh nhất về những cái vật phẩm phong thủy mà anh Trung vừa mới chia sẻ với tất cả chúng ta. Và vấn đề vừa rồi của bạn, của một chú khán giả gửi về cho chương trình thì cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Và nếu như mà quý khán giả có những cái giải đáp gì thì hãy đặt về cho chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng tổng hợp cũng như là tạo ra một cái video mới trong những lần sau để giải đáp những thắc mắc cho quý khán giả các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin rất là xin cảm ơn anh Trung đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn MC. Vâng. Và các bạn thân mến, nếu mà các bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên nhấn nút yêu thích cũng như là chia sẻ tới những người xung quanh của mình để chúng ta đều có thể lựa chọn một cái quyết định đúng đắn khi mà chúng ta xây dựng căn bếp của mình các bạn nhé. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là nhấn nút hình quả chuông ngay bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà Phong Thủy Tam Nguyên ra video mới các bạn nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo.